ngày 29 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phá thành công chuyên án truy xét phát hiện tạm giữ đối tượng Trần Nhật M, sinh năm 1997, trú thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, về hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Sơn Trang, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. Trước đó, ngày 23 tháng 5 năm 2022, Công an huyện Quế Sơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Văn Ngọc S chú tổ dân phố lãnh thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, về việc phát hiện bị kẻ gian đột nhập tiệm vàng Sơn Trang của mình tại địa chỉ trên, cậy phá két sắt, trộm số vàng tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, giám đốc công an tỉnh đã xác lập chuyên án truy xét và chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị địa phương truy xét các đối tượng có liên quan. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện tạm giữ Trần Nhật M khi đối tượng đang lẫn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua làm việc, M khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Sơn Trang vào thời gian trên. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng và nhiều tăng vật có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.